Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học cái phần mềm Final Cut Pro ha. Quay lại cái giáo trình của chúng ta thì video trước tôi vừa hướng dẫn các bạn xong cái phần 13 nè ha. Cái phần mà Transform nè, chúng ta sẽ biến đổi video đây Transform. Thì video này tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tới cái phần Crop. Group Crop là cắt xén nữa ha rồi phím tắt là shift c đây thì cắt sáng này thì nó tương tự như khi mà các bạn học bên cái phần mềm photoshop vậy thì chức có chức năng crop chúng ta cắt sáng gì đó ha rồi đầu tiên thì tôi mở cái phần mềm final cut rồi lên thì tôi sẽ chèn vào đây một cái tấm ảnh đi ha một tấm ảnh cho nó đứng yên nó tỉnh đi tấm ảnh tỉnh đi để tôi làm ví dụ cho các bạn cho dễ ha rồi thì cái để thực hiện chức năng crop á, thì ở trong đây nè bạn sẽ thích thấy có cái chức năng là crop đây crop ha một cách Cách thứ hai là bạn chọn video clip này bạn click chuột phải lên trên trực tiếp lên trên màn hình nè. click chuột phải ha thì bạn sẽ thấy cái chữ drop đây hai cách ha hoặc là bạn hãy nhấn phím tắt là chữ shift c ha ba cách rồi hoặc là Lên trên cái cửa sổ inspector bên tay phải nè bạn thấy cái chữ drop này đang chọn nè thì bạn click vào đây để hiển thị nội dung bên trong đây nhấn chữ show nè ha nó hiển thị ra những nội dung bên trong rồi cái drop này thì nó sẽ có ba cái tính năng con bên trong nữa thì tôi sẽ chọn cho bạn xem drop đây phím tắt là shift c thì nó sẽ có ba tính năng con bên trong là cái gì tôi sẽ tôi sẽ tôi, đây tôi sẽ mà thì nó sẽ, tôi sẽ nhấn nút tôi làm lại đi đến chuột phải này tôi chọn cái chức năng crop thì bạn thấy ở đây nó sẽ có ba cái cái chức năng con bên trong là trim crop hay là can burn ha thì cái này là gì cái trim này là nó cắt sáng nó cắt sáng nhưng mà nó sẽ không phóng to ra màn hình thì tôi làm ví dụ cho các bạn xem ha thì đầu thì nó tương tự thôi thì đầu tiên thì cái uh, tôi làm trực quan trước thì bạn nhìn bên các các chỉ số này cũng tương tự thì tôi giải thích hơn cho bạn xem nè thì cái prop này thì đầu tiên cái size là cái loại cái loại thì nó là phân loại là loại trim ha bạn click vào đây nè sẽ sổ ra prop hoặc là campaign nó chia ba loại ha cái trim đầu tiên thì bạn sẽ chỉ chỉnh được những cái chỉ số là trái phải hay là đỉnh hay là dưới đáy ha như là left right top bottom á thì bạn click vào đây thanh trượt nè thấy chưa đó à, giả sử chúng ta làm thử cho bạn xem giả sử như cái left này tôi lên đây thì bạn thấy là trên cái màn hình chúng ta thì cái cái bên tay trái là cắt sáng qua đó bạn thấy chưa đó rồi muốn làm bên đây rơi phải thì tôi lấy rơi đây thấy chưa nó sẽ cắt sáng vô 518 pixel nè thấy chưa nó bạn rơi thử cho bạn xem thôi hoặc là chớp là cắt sáng từ trên xuống dưới thấy chưa nó từ đỉnh đó button là cắt sáng từ dưới lên là đáy đó ha đó 388 pixel nè thấy chưa muốn quay về mặt định thì bạn lít vào cái mũi tên đây để quay về mặt định reset thôi ha rồi muốn còn cái thao tác trực quan thì rất là đơn giản thôi bạn uh, lít vào những cái cái phần rìa nè bạn lít giữ trái không buông bạn rơi xuống thì chúng ta thực hiện cái việc cắt xén thôi ha đó còn bạn muốn cắt xén ở góc thì nó sẽ là tỷ lệ của cái cạnh thấy chưa cắt xén góc thì nó sẽ tỷ lệ của cạnh rồi với cái tính năng đầu tiên là cái trim này á thì khi bạn cắt xén thì bạn thấy điều gì ha tôi sẽ cắt xén cho bạn xem nè tôi sẽ cắt xén từ góc dưới ở góc dưới bên tay trái thấy chưa khi tôi cắt xén chỉ còn hình cô bé gái này không á thì tôi nhấn cái chữ don don là áp dụng đó ha này tôi nhấn cái chữ don đây thì bạn sẽ thấy là cái view clip chúng ta là này là phóng to bạn xem view clip chúng ta là hoàn toàn là nó không phóng to ra nó cái phần cắt sáng thì nó sẽ bị che khuất đi nó vẫn còn cái viền đen ha viền đen ở bên tay phải với là viền đen ở dưới nè anh thấy chưa hay nó vẫn còn viền đen ở đây đó lưu ý là khi ta sử dụng tính năng trim thì nó vẫn còn cái viền đen đó à, đây là shift c thấy chưa rồi ta quay về mặc định ha cái lớp này ta nhấn vào cái nút này để quay về mặt định nè dấu mũi tên nè đó quay về mặc định rồi thì à, lưu ý hay là tôi nhắc lại lần nữa ha khi bạn sử dụng cái chức năng là trim á thì cái phần mà cắt sáng á nó sẽ nó sẽ có cái lần đen ha lần đen trên video clip chúng ta giả sử như tôi ra như thế này lần đen đây bạn thấy chưa nó sẽ có lần đen đó nó sẽ có lần đen thấy chưa nó sẽ có lần đen trên video clip chúng ta mà nó không phóng to ra còn ngược lại khi bạn sử dụng cái chức năng rớp bên tay phải nè thì chúng ta sẽ được phóng to thì tôi sẽ làm thử cho bạn xem ha tôi sẽ reset hết những cái này về mặc định đi reset 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 đây rồi tôi sẽ dẫn là shift c tôi chọn chức năng rớp bên cạnh thì đây là tôi sẽ chọn cái loại tie nè cái tie đây là trim tôi sẽ chọn là cái chữ rớp thấy chưa cái chữ rớp này thì tương tự như cái trim thôi nhưng mà nó sẽ có cái khác biệt là khi bạn uh, à, tôi sẽ à, thay đổi cái Tôi à, tôi chuyển cái góc cho thu nhỏ lại này đó thì khi tôi thay đổi như thế này tôi nhấn cái chữ enter tôi nhấn phím enter hay là phím phím đó thì nó sẽ là sao nó sẽ cắt sáng và nó sẽ phóng to ra toàn màn hình luôn hay tao làm thử cho bạn xem đòn nè bạn thấy chưa nó sẽ cắt sáng và nó phóng to ra toàn màn hình luôn tôi nhất lít cho cái biểu tượng này thấy chưa bạn thấy chưa đó toàn cái màn hình chúng ta đã bị uh, nó cắt nhưng sau đó nó sẽ phóng to ra toàn màn hình đó còn cái thằng trim này á thì nó nó không phóng to nó cắt sáng nhưng mà nó sẽ bị trừ lại những cái lần đen ha khi bạn thực hiện cái tính năng trim á rồi tôi sẽ nhấn nút vào cái nút này để reset lại reset lại ha reset 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 thấy chưa rồi nó chức năng bên thằng trim thằng crop thì tương tự có điều nó cắt sáng sau đó nó sẽ phóng to cái cái video clip chúng ta ra toàn màn hình cái crop đây còn cái chức năng thứ ba là can burn là cái gì can crop đây cái can burn đây nè ha cái can pin này phần lít thử bạn sẽ thấy là trên màn hình chúng ta sẽ xuất hiện hai cái hình chữ nhật một cái hình chữ nhật là màu xanh lá cây và một cái hình chữ nhật là màu đỏ ha màu xanh lá cây nó ghi chữ star là chữ bắt đầu đây nè hình chữ nhật màu xanh lá cây nó ghi chữ Star là bắt đầu còn hình chữ nhật màu đỏ nó ghi là chữ end N là kết thúc đó. Thì cái này là cái gì? Thì tôi sẽ làm thử cho các bạn hình dung ha. Thì bạn được quyền thay đổi cái kích cỡ với vị trí của cái hai hình vuông này. Giả sử giờ tôi tôi tôi, tôi thu nhỏ cái hình vuông màu đỏ đi ha, tôi cho nó nằm phít phía trên. Còn cái hình vuông màu xanh thì giả sử như tôi cho thu nhỏ lại tôi cho nó nằm ở phía trí phía dưới ha bạn thu nhỏ phóng to thu nhỏ cũng được và bạn di chuyển cái hình vuông này cũng được hay bạn di chuyển đến vị trí nào cũng được thì sẽ tôi di chuyển như thế này đi hay tôi làm ví dụ cho các bạn thấy chưa đó rồi thì tôi sẽ di chuyển một cái nằm ở dưới gốc màu xanh lá cây là điểm bắt đầu hay nghĩa là bạn cứ tưởng tượng như là chúng ta sử dụng cái tính năng là mặt nạ trong cái phần mềm Premiere vậy ha nghĩa là cái cái mẫu cái ô vuông màu xanh lá cây này là một cái mặt nạ ô vuông màu đỏ này là một cái mặt nạ còn hai cái vị trí này là nó sẽ di chuyển từ vị trí star đến vị trí end thấy chưa rồi tôi sẽ làm thử cho bạn xem để bạn hình dung thì tôi sẽ nhấn cái nút uh, Don áp dụng á rồi thì bạn thấy chưa thì ban đầu thì cái cái cửa sổ mà cái view clip chúng ta là tại vị trí là cái hình dung màu xanh lá cây khi tôi nhấn cái nút space á cái nút play phát á thì bạn sẽ thấy là nó di chuyển từ cái hình dung màu xanh lá cây đến hình dung màu đỏ ha tôi nhấn nút phát cho bạn xem bạn thấy chưa nó sẽ ban đầu này nó sẽ xuất hiện tại cái vị trí mà trong cái giới hạn của hình vuông màu xanh lá cây là, là star và nó di chuyển đến cái hình vuông màu đỏ là n thấy chưa rồi thôi thoát đây ta sẽ thực hiện cái việc là tạm dừng đi cho chỉnh sửa lại trong cái group đây shift c bạn thấy chưa đó. ở đây nó sẽ có một số cái thao tác cơ bản là bạn chuyển từ hình dung màu xanh lá cây này sang cái giới hạn bên trong của hình dung màu đỏ thấy chưa hoặc là bạn có thể là làm một số hiệu ứng giả sử như phóng to thu nhỏ gì đó giả sử như tôi thực hiện một số thao tác như là ban đầu cái hình dung màu xanh lá cây nó lớn như thế này thấy chưa sau đó nó sẽ thu nhỏ lại bởi cái hình dung màu đỏ thấy chưa đó à, đây cái này ban đầu thì bạn thao tác hơi hơi bị dễ là thu nhỏ hay thu nhỏ màn hình thì các bạn sẽ dễ thao tác hơn ha thu nhỏ cái hình, hình chúng ta sẽ giờ bằng cái đối tượng chúng ta là lớn như thế này rồi cái điểm kết thúc tôi là nó sẽ thu hình lại cho trong cái cô gái này còn cái điểm ban đầu cái hình màu xanh lá cây thì nó sẽ là phóng to toàn màn hình phóng to toàn màn hình đi rồi tôi nhấn cái nút phát cho các bạn xem là nghĩa nghĩa là ban đầu nó sẽ là toàn màn hình màu xanh lá cây sau đó nó sẽ thu nhỏ đến cái vị trí có cô gái này đứng ha mình dùng màu đỏ nhấn nút phát cho các bạn. các bạn thấy chưa đó rồi các bạn có thể là áp dụng thêm một vài cái tôi cho là màn hình là 25 cm đi rồi cho thu nhỏ lại rồi các bạn hãy làm ngược lại cũng được nó thì cái này giống như là cái việc mà đang thay đổi cái mặt nạ thôi mặt nạ chuyển từ vị trí này qua vị trí kia giống như phần mềm Dreamer rồi hay là phần mềm After gì đó ha rồi chúng ta vừa thực hiện xong cái tính năng là crop này crop đây ha rồi video sau thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái phần distort thì thực chất thì tôi xuống sẵn đây tôi giới thiệu các bạn luôn để tránh mất thời gian ha de store này là làm méo video rất là dễ thôi đầu tiên thì tôi cho cái phần rớp này tôi về quay về mặt định thì tôi nhấp vào cái nút reset nè thấy chưa rồi thì cái rớp này tôi sẽ chọn cái trong cái style tôi sẽ chọn cái tùy chọn uh, xin lỗi trong cái phần rớp này tôi muốn ẩn thì tôi làm sao lít được chữ hai nè ha hoặc là tôi nhấp đôi chuột trái vào đây để ẩn tôi sẽ hướng dẫn các bạn nhanh luôn cái phần distort luôn để tránh mất thời gian ha thì bạn nhấp đôi chuột trái vào đây thì nó sẽ cái distort này rất là dễ thôi nó sẽ là bốn đỉnh xin lỗi nó là bốn góc của cái hình chữ nhật chúng ta ha hình chữ nhật chính là clip ta bạn thay đổi nha thay sử như là thay, hướng dẫn bạn cái trực quan cho dễ đó chứ phải phím tắt là option với chữ d thấy cho option chữ d nào đó thì giống như cái này là bạn thực hiện cái việc mà phối cảnh bơi bơi steel mà bên cái phần mềm photoshop vậy ha sẽ sử như tôi sẽ phối cảnh như thế này bạn click vào bốn góc của cái hình này thấy chưa đó, lít vào bốn góc của cái cơ bản cái này là một video clip ha mà một cái bốn góc của video clip chúng ta thì bạn phối cảnh như thế này thấy chưa nhìn giống như là cái clip chúng ta trong cái môi trường 3 d vậy ha nó phối cảnh bởi gì đó thì nhiều khi bạn thấy là chưa rõ là do cái máy ta render nó còn chậm thì nó hơi bị mờ thấy chưa thì bạn muốn tùy chỉnh bất kỳ cái góc nào của video clip chúng ta cũng được thấy chưa nó thay đổi như thế này nó thay đổi như thế nào nó tùy các bạn bốn góc và chẳng những bốn góc bạn có thể thay đổi được bốn cạnh luôn nè thấy chưa kéo giãn ra nè đó hoặc kéo giãn theo chiều dọc hay chiều ngang nè thấy chưa đó bạn tùy chỉnh được cái phần distort rất là dễ thôi làm một vài lần thì bạn sẽ quen thôi bạn di chuyển vì thay đổi vị trí cũng được nè nè thay đổi đổi vị trí nè thấy chưa đó distort chỉ đơn giản như thôi ha thì tương tự vậy bạn có quyền thay đổi các chỉ số đây thì cũng được nè thấy chưa đó bạn thay đổi những cái bốn chỉ số của hàng bottom left là cái phần mà góc dưới cùng bên tay trái bottom right là góc dưới cùng bên phải top right là cái đỉnh ở phía trên bên tay phải ha top left là cái góc ở phía trên tay trái thấy chưa đó thì bạn thay đổi các chỉ số xy thì chúng ta sẽ thay đổi được thôi nhưng mà thông thường thì chúng ta sẽ thay đổi cách trực quan thì nó dễ hơn còn muốn uh, reset thì nhất giờ đây để reset lại thấy chưa nó những cái chỉ số này bạn muốn reset thì bạn cứ nhấn reset hết cho qua về mặc định đó và cơ bản là tôi đã hướng dẫn các bạn là trong vòng hai video tôi đã hướng dẫn các bạn nhanh cái phần mà cái phần mà biến đổi video ha phần transform drop cho phần distort nè đó rồi thì quay lại cái giáo trình tôi còn hướng dẫn các bạn phần sót gì đó, không? Đó. Thì ba cái này chúng ta phải nên nhớ phím tắt cho dễ ha. Transform là shift day, wrap là shift c, distort là up D ha. Rồi, thì qua video sau tôi sẽ dẫn các bạn tới cái phần uh, speed nè, tốc độ nè, chỉnh điều chỉnh tốc độ video thì các bạn thường hay sử dụng nhiều trong cái những cái video về MV ca nhạc hay gì đó. Ha, cái này cũng sử dụng thường rất là nhiều. Rồi thì nếu bạn cảm thấy video tôi hay thì kết cho các bạn thì bạn hãy là uh, like, like cái video này hoặc là bạn hãy là đăng ký kênh YouTube của tôi ha, chia sẻ cho bạn bè bạn cũng được. Rồi thì cái um, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.